Dua Chua không bị một vấn đề gì hiệu ứng tâm lý quá nặng nề thì việc bật tôm ở trong game đấy này, game đấu này cho Carlo Edo là không dễ tí nào. Anh em như trong khi chờ Sebi chúng ta bấm vào cái màn hình video giúp tay ạ nhá. Hiện ra cái quả chuông, ai bấm ai thấy cái quả chuông mà chưa bấm thì bấm giúp vào quả chuông này ạ nhá. Để đăng ký kênh Lão Mõ để nhìn thấy tất cả các chương trình livestream cũng như là cái tín hiệu của kênh chúng ta khi mà phát sóng, cũng như là chúng ta thường xuyên cập nhật toàn bộ các thông tin của nền bia thế giới cũng như các cái giải đấu tại Việt Nam, nền bia Việt Nam, để chúng ta có thể hòa cùng với nhịp đập bia của thế giới và Việt Nam thông qua đóng kênh Lão Mõ bằng cách bấm hình quả chuông các thế hệ nhá. Cứ bấm vào video là nó ra hình cái quả chuông thôi, bấm vào quả chuông là được. Rồi, chúng ta đến với ván thi đấu thứ 8-5-13, ván thi đấu thứ 14, tỷ số là 5-8, Carlo Biado là người phá bóng. Vẫn là một cú phá tốt của Biado. Đường riêng của bị số 1, bị số 2 cửa lỗ luôn. Cảm ơn của anh Thái đã gửi tặng cái bóng 75 sao nhá. Barres thi đấu là 14 giờ chiều nay thì phải. Khả năng cao vẫn sẽ là một chấm dành cho các Carlo Biado rồi. Với đẳng cấp của các Carlo Biado thì hình bi này nó khá là ngon rồi. Vậy là Chua đánh đẳng cấp là một, cái thứ hai là Doan Chua đang rất quyết tâm ở trong trận chung kết này. Thấy cái phong cách đánh của Doan Chua cực kỳ quyết tâm. Quyết tâm để có được một huy chương vàng SEA Games. Nếu mà 6-8 rồi lên 7-8 là nó lại rất là căng thẳng đấy, bởi vì là nếu ván này là 6-8, ván sau mà Chua phá không tốt, Biado ghi được 7-8. Ván sau đó Biado lại là người phá điều chấm nên 8 đều. Lúc đấy ở ván hưu hưu mà Chua phá rất là căng thẳng. Không phải đơn giản đâu. Rất đơn giản, gọn gàng có được một chấm phá cho Carlo Biado. Một trận đấu chúng ta thấy nhiều chấm đến mức mà nãy giờ quên không đếm. Mỗi cầu thủ phải đi được mấy chấm liên tiếp rồi. Ô, thả là thả thế nào được? Trời ơi, không có chuyện thả luôn. Nhà tiên chắc là không có chuyện thả gì ở đây cả. Nếu như không nhầm là nãy giờ chỉ có khoảng tầm là một ván tranh con bi số 2 này, một ván trượt 9 của Biado là 2 này, và một ván tranh con bi số 1, có 3 ván là không có chấm thôi, đâu như toàn chấm rồi mà. Hi Mr. Romeo Inmenzo, welcome to Vietnam live stream. Thank you for joining us for in this match live streaming. Please follow our channel, then you can follow many our match. We live stream and broadcast many tournament of Pilat on the world. Rất căng thẳng, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu mà nếu cú phá của Johan Chua tốt, Johan Chua sẽ giành được huy chương vàng của SEA Games thể loại 9 bi. Coi nó là cơ hội hay coi nó áp lực, chúng ta có tâm lý thi đấu của cầu thủ. Và một tràng vỗ tay cho Johan Chua trước khi Johan Chua phá bóng nào.
Hết một bi. Vâng, bi số 3 tránh ra là có bi số 1. Nguyễn Đường con bi số 1 rồi. Nguyễn Đường con bi số 1. Bi số 2 lại là tình huống phải đánh kiểm soát. Con bi chủ đánh con bi số 2 qua khe 89. Mr. Reyes will play in 2 PM GMT plus 7. It means in the next 3 hours. We will live stream that match on our YouTube channel. You can subscribe our YouTube channel in the comment. I have pinned that link of YouTube channel. Then you can subscribe to watch that match. Rồi ơi, hỡi cò tay, tập trung nào. Đẩy đơn giản, con bi số 2 ăn vào lỗ góc. Con bi chủ nó chuồi lên qua mặt con bi số 8 là nhìn thấy bi số 3 rồi. Hít thở đi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Hít thở nhẹ nhàng, thời gian còn nhiều. Có Biado có đánh 10 bi. Cơ thủ Đô Thế Kiên vào ngày mai sẽ đánh gặp cơ thủ Lào. Sau khi cơ thủ Thế Kiên mà thắng cơ thủ Lào thì sẽ gặp cơ thủ Biado ở trận tứ kết. Còn Quốc Hoàng sẽ gặp Doan Chua ngay chiều nay. Nào! Trời ơi! Hai ra tình huống không nhìn được bi số 3 rồi. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho Dầu Hàn Chùa. Now Mr. Efren Reyes play this afternoon in semi-final only. He will miss Mr. Thanh Tự from Vietnam. Ah yes, Mr. Efren Reyes play Carom, not Poon. Bàn căng quá nhở. Ui giời. May mắn nào không? Có vẻ như là có may mắn cho Johan Chua. Vâng, có may mắn cho Johan Chua rồi. Một tình huống ngã băng và sau đó ra không có được riêng con đi số 3. Chân mệnh vô địch đây rồi. Chân mệnh vô địch rồi. À, bắt đầu chiều nay thì sẽ live stream trên kênh YouTube của Lão Mõ nhá. Một tình huống rất khó khăn cho Johan Chua. Và có may mắn mỉm cười. Đạt tình huống bị số 3 không có đường riêng. Cũng là chân mệnh vô địch chứ còn gì nữa. Ui, tí chết. Vẫn chết. Chết con gì số 3 bắt chùa đến từ các lô Biao. Thể tưởng tượng được. Một trận đấu rất nhiều tình huống, rất nhiều những cái pha mang lại cảm xúc cho người xem chúng ta. Và Biao lại ra tình huống con đi số 4 không có đường riêng đuôi. Tiếp tục sẽ là pha sút tê đến từ các lô Biao. Sút tê con đi số 4 này ra con đi số 6 lại cũng không dễ. Khả năng không phải là ra được tiếng dễ dàng cho con bi số 6 ngay sau đây. Cười rất tươi trên khuôn mặt của các Noviado sau khi ăn rồi con bi số 3 vừa rồi. Sút tê nào. Không được rồi. Có hở không? Vâng, ra đuôi luôn kìa. Rất
khó khăn cho dù ăn chùa, có may mắn nhưng mà có khó khăn. Để có thể lên ngôi vị số 1 thực sự là không hề đơn giản một chút nào. Cái gì nó cũng đều có cái giá xứng đáng của nó cả. Sau pha xúc tê của vị số 4 không thành công của các Lobeado, vị số 4 đã ra một vị trí không nhìn thấy đường riêng. Ôi, kỹ thuật kiểm tra giúp tín hiệu nào. Trời ơi, đang rất ban căng. Đang rất ban căng. Đây rồi, có tín hiệu rồi. Dù hết cả người trong tình huống này, đừng có để tới tín hiệu bị chập chờn. Chúng ta cùng xem Johan Chùa sẽ xử lý tình huống này như nào đây. Cảm ơn cầu thủ Huy Nguyễn đã gửi tặng cho kênh Bóng 75 sao. Có vẻ như vẫn còn một cái má chạm mỏng con bi số 4 để Johan Chua có thể thiết được một pha thủ bi đấy phải. À luôn, khả năng cao là sẽ bị... Ơ? May mắn rồi, lại có may mắn cho Johan Chua. Thực sự là một cái trận đấu mà không hiểu là một thế lực gì đều đang sắp xếp các tình huống ở trên cái ván thi đấu này. Liên tiếp có những pha may mắn đến từ cả hai cầu thủ. Ăn rùa xong rồi đánh trượt lại ra đùi, thử thách đến cho cả hai ở trong cái trận chung kết thể loại 9 mi nam tại SEA Games năm nay. Không thể tưởng tượng được. Thank you Mr. Jin Figuera for sending us 200 star. Chúng ta cũng đến với pha sút tê con bi số 4 lần thứ hai liên tiếp của các Lobeado. Hở không? Lần này thì không có may mắn. Đã hở con bi số 4 rồi. Cơ hội cho Johan Chua. Một cơ hội rất sáng để cho Johan Chua có thể kết thúc. À không, cũng không phải là sáng cho lắm ạ. Con bi số 4 đang nằm ở vị trí phải chém mỏng khó. Sau khi chém con bi số 4 xong thì còn phải điều ra là con bi số 6 nữa. Không hề dễ một chút nào. Cảm ơn cầu thủ Trọng Nam đã gửi tặng cho kênh Lão Võ 75 sao. Những tình huống rất là phải nói là không thể hiểu nổi được sắp xếp ở trên cái bàn thi đấu đã làm cho Biado không kìm được cảm xúc, thể hiện ra những nụ cười tươi rói ở trên màn hình. Cảm ơn cầu thủ NP Long đã gửi tặng cho kênh Lão Võ 75 sao. Khó đấy ạ, tình huống con bi số 4 ra 6 này rất khó luôn, không hề đơn giản. Thử thách đang đặt rất lớn lên đôi vai của Johan Chua để có thể bước lên ngôi vị số 1 và huy chương vàng của thể loại 9 BC Game năm nay. Không hề dễ. Lực nào? Khó rồi. Này, không ra được vị trí xử lý con bi số 6 rồi. Đã Chua đánh gậy Fury ạ. Tình huống này là phải thủ bi thôi. Chắc chắn là phải thủ rồi. Cứ nhìn được cái đường cong nào sáng sủa cả. Ok, một pha thủ bi tốt của Johan Chua. Giấu con bi chủ sau cả con bi số 8 và con bi số 9. Tình huống này sút tê trực tiếp vào con bi 6 là rất khó cho các Lobeado. Khả năng cao sẽ là một pha sút tê vào cái băng ngắn gót ngược con bi số 6 lần này để thủ thôi. Và sút tê gót ngược để thủ này thì cái khả năng bị phơi con bi số 6 là rất cao. Đánh trực tiếp để thủ thì còn tính được lực, chứ còn sút tê mà tính được lực kiểm soát con bi chủ để ra tình huống khó thì không phải đơn giản. À, tại hạ không nắm được giá trị tiền cây gậy của Johan Chua và các Lobeado. Cảm xúc đang ngập tràn trong tất cả chúng ta. Riêng tại hạ còn không thể nào ngồi được mà đang phải đứng lên để bình luận. Do trận đấu nó mang lại quá nhiều cảm xúc. Con này là rất khó luôn đấy. Đúng rồi, chính xác như cầu thủ ấy vừa nói. Lần sút tê liên tiếp thứ 3 của các Lobeado. Ôi
Ôi ôi. Vừa thì cái gì vậy? Một pha sút tay trực tiếp con về số 6 của Carlo Hierro luôn. Carlo Hierro nhìn thấy cái má chém bóng số 6 và sút tay trực tiếp con về số 6 luôn. Kinh điển. Pha kinh điển. Pha sút tay thứ 3 liên tiếp của Carlo Hierro và ăn con số 6 vào góc bên phía trái gần màn hình. Dã man. Lực nha. Rồi. Sẽ có điểm cho Carlo Hierro. Xong một pha sút tê xuất sắc con bì số 6 như vậy. Không có lý nào không ghi được điểm. Xin cảm ơn cầu thủ Văn Đào đã gửi tặng cánh bóng 75 sao. Rút khéo không lại rút thẳng vào lỗ giữa mất nha. Vâng, phần đánh con bi số 8 rút lại để kiểm soát lực ăn con bi số 9 của Carlo Hierro đã không thành công. Phần kiểm soát lực ăn con bi số 8 của Carlo Hierro đã không thành công. Không thể tin nổi. Thật sự là không thể tin nổi trong tình huống con bi số 8 vừa rồi. Qua tề tài đến từ Carlo Hierro. Vâng, và không kém phần tê tái đến từ Johan Chùa. Xử lý đường con bi số 8 ra con bi số 9 được cái má rất sượng luôn. Cực kỳ sượng sùng. Không thể hình dung nổi. Vâng, và như vậy thì cuối cùng Johan Chùa cũng đã có được chiến thắng cho mình. Một chiến thắng rất thuyết phục trước người đàn anh Carlo Hierro. Và Johan Chùa đã bước lên ngôi vị số 1, đoạt được huy chương vàng thể loại 9 bì SEA Games 31 đang diễn ra tại Việt Nam. Một chiến thắng rất xứng đáng, rất xúc động. Vâng, và Johan Chùa đã khóc. Tại hạ cũng thấy rất nước mắt với cái trạng này của Johan Chùa. Một cái huy chương vàng cực kỳ xứng đáng, rất nhiều cảm xúc đến từ cầu thủ Johan Chùa của Philippines. Chúng ta hơn 4.300 anh đệ, chúng ta cho một tràng báo tin thật là mạnh mẽ. Cổ vũ cho Johan Chùa nào, một tràng báo tay đến từ khán đài rất xứng đáng, rất tuyệt vời. Chúc mừng cho Johan Chùa của Philippines, cầu thủ sinh năm 1992. Rất hay, rất tuyệt vời. Những ván đi chấm liên tiếp, những pha công hết mình của Johan Chùa hoàn toàn là xứng đáng để bước lên ngôi vị vô địch của giải 90 của năm nay. Xin cảm ơn Johan Chùa. Và cũng xin cảm ơn Biado đã có một trận đấu cũng rất tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả quý chư vị huynh đệ. Xin cảm ơn hơn 4.000 người hâm mộ đã theo dõi trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong các trận đấu 10 bi buổi chiều nay. Lúc 14 giờ sẽ là trận của Ngọc Huyền xuất quân. Và lúc 18 giờ sẽ là trận của Quốc Hoàng gặp Johan Chùa, gặp đương kim vô địch thể loại 9 bi của SEA Games. Xin cảm ơn tất cả anh em quý chư vị. Chúng ta hãy nhớ follow kênh Nam Mõ để có thể không bỏ lỡ bất kể một trận đấu nào được phát sóng của SEA Games. Thank you for every player viewing for watching our live stream. Please click on the video screen and click on the bell icon to follow our channel. Then you can see and watch all the match we live for the SEA Games pool. Thank you and see you soon.